bác nha. Hiện tại bây giờ là hôm nay là 12 tháng 9 âm lịch. Các cụ chơi địa lan có câu là cửu nguyệt phân lan nhá. Tuần lan thứ 9 bắt đầu tách tan nhá. Đó, hôm nay nhà em mạo muội là tách lan. Đây cái cây địa lan này. Cây này là hơi bị bệnh một tí nhá, rất là nhiều diệp sáp. Cây này tên là cây để em chỉnh lại video tí. Cây này tên là cây đấy nhá. Cây này là cây đào cơ. Đấy, gốc từ Trung Quốc. Đây rất là đấy đấy ạ. Giờ em sẽ chuyển nó thành 3 chậu. 1, 2, cầm cái chậu luôn nhỉ. Cách cho em nó thành 3 chậu nhé. Đó. 3 chậu cho lớn nhanh. Cây này hỏng hết dễ nhá. Hôm nay không tách ra không biết. Đó, đây. Thấy nó sun sun hóa ra là hỏng hết dễ các bác ạ. Một chút xốp vào lót đáy nha. Đây ạ. Cho thêm một chút cái mùn của đấy nha, của cái mùn của cái của giá thể vụ của từ chậu phong lan nhé. Cây này chắc năm nay mất hoa rồi, không được xem hoa rồi. Hai cây này chắc cho vào một chậu thôi. Cho nó vào đây.
Thật ra cái cây địa này nó không thích hợp với không thích hợp với đấy đâu, với bón phân liên tục đâu nhé. Đó, được rồi đấy. Cái đào cơ này nó có màu hoa rất là đẹp nhá. Không để ý cái này nó hỏng hết nhá, nhìn trên rất đẹp nhưng dưới nó hỏng hết rồi. Tiếc quá. Rất là đáng tiếc ạ. Chơi à? Về luôn. À. Mai chơi thì đâu. Ăn xong u mình mới chơi à? Không dỗ con chả dỗ được. Anh không có dỗ. Chả quay lại anh sẽ cho lên để mà chơi. Đó, cắm cái này xuống là đặt này là được. Cái này chắc là đợt vừa rồi là em bón đấy quá. Bón phân nhiều quá thì là nó sót. Nó sót nó hỏng rất dễ. Đó. Cắm một cái que vào nhá. Đây ạ. Cái đặt này nó đổ này, đấy. Cắm một cái que vào cố định này, xong lấy cái dây dây thép như này ạ. Đấy, mình có thể mình cột vào một cái lá hoặc là cột vào cả củ cũng được. Lưu ý là chỉ cột vào những cái củ già thôi nhé. Đây để em trồng xong em cho các bác xem. Đó, để như thế này là được ạ. Đó. Địa lan thì tốt nhất là trồng giá thể vẫn là đất nhá. Địa là đất mà. Lan đất. Đây là cái giá thể mùn mùn nhá.
Đó. Cây đã đẹp nhá. Đó, lúc lắc là thoải mái, không động đậy này. Đang bon tay tách nốt cây kia để trồng này. Em còn cây này nhá. Cây này là cây đột biến này. Tách ra để trồng chơi. Cái này thì giá thể nó rất khỏe. Đây là chỗ đây trồng nguyên bằng đất này. Đó. Đó, cái này đang ra bộ rễ mới này. Cây này đột biến nhá. Cây này hiện tại là chưa có tên nhá. Đó, có một đậu một quả này. Đây là nguyên bản của nó đây ạ. Đây mọi người nhìn nhá. Nguyên bản từ củ nhỏ bé nhất này. Đó, thấy chưa? Đấy, củ nhỏ tí tí đây ạ. Đó, củ đây ạ. Đó, đây. Đó. Cái cây đấy thì năm 2018 thì em lấy ở đấy nhá. Em mua lại của một người gọi là anh đi, hay chú cũng được. Ở dưới Vĩnh Phúc nha. 2018 hoặc 2018. À? 2019 nha. Đó, về chỗ em là sổ nở lại là ra được cái quả này này. Bây giờ thôi em tách ra. Mà đây là một nhánh này. Đó. Cái củ già này vẫn còn mầm tơ nhá. Để lúc nào để em thử nghiệm trên cái thân này, nhân giống kiểu mới cái thân này xem nào. Đó. Cây này là cây xanh. Một cái dễ tiếc quá. Một cái dễ tơ chuột. Chà rột một cái là đi mất một cái một dễ.
thêm một cái dê nữa. Những cái dễ dài dài như này nên nó vẫn cứng nha, là nó vẫn hút được dinh dưỡng nha. Thì không nên cắt đi nha, chỉ những cái nào mà nó dài quá thì cắt đi thôi. Đấy, như cái này này. Đó. Cắt ra vẫn tươi, có nghĩa là nó vẫn hút được dinh dưỡng để nuôi cây nhá. Thôi mình bỏ đi. Hai nhánh. Được ba nhánh nhá. Đó. Phải tách như thế này thì lan, cây lan mới khỏe. Bây giờ là đến công đoạn bôi keo này. Công nhận trồng bằng cái đất này là rất tốt nha. Cây nó phát triển rất là đẹp, dễ khỏe. Bây giờ là trồng lại nhé. Cái nhánh mẹ, nhánh to thì mình cứ trồng vào đây thôi nhé. Nhét xốp vào đây để tạo thông thoáng cho cái đít chậu nhá. Đây ạ. Đây, nguyên đất này. Đá đất này đất đá thối nhá. Có thể bổ sung thêm một chút phân hữu cơ nhé, là phân dê nhá. Rồi rắc như này. Đó. Cho cái dễ nó xông. Khi sắp lên bề mặt thì cho cái đấy nhỏ nhỏ nhá. Đập cái giá thể nó nhỏ nhỏ thôi. Trung Quốc có loại có cái loại đất Nhật cũng đẹp nhá. Đất Nhật nung ấy. Mình thích trồng cái
củ nó ẩn ẩn trong cái đấy tí nhá, ẩn ẩn trong cái chậu một tí. Thế là tách thành công cái chậu địa lan đột biến. Đó, trồng nó lệch lệch cái chậu lan như này này. Mọi người nhìn biết tại em chỗ này trồng rộng hơn nhá, vì sau này cái củ nó mọc đây này, nó tiến ra đằng này nhá, mọc đây ra đằng này dần thì đến năm thứ hai thứ ba là nó ra giữa chậu là đẹp. Lúc đấy là lúc năm thứ ba là cái cây nó khỏe nhất, là nó sẽ đẹp. Đó, có thể là cắm cái que này vào đây, buộc vào đây. Đó. Đây cho mọi người xem nhá, em là thích trồng kiểu này nhá. Cũng không thích trồng cao quá đâu nhá. Trồng cao quá nó không hay. Rồi, chào các bác nhá. Em tí em quay thêm một cái video nữa thì đấy sau. Thì quay lên sau nhá. Giờ em đã phải đi chuẩn bị chậu với giá thể để trồng tiếp.